Xin kính chào quý bạn và các vị. Hiện nay mình đang có ở đây chiếc Asus Zenfone 2 màn hình 5.5 inch độ phân giải Full HD. Nó sử dụng tấm nền IPS có chất lượng hiển thị cực cao. Rất xin lỗi các bạn là do mình quay bằng điện thoại di động do điều kiện thiếu sáng nên không thể đem lại chất lượng hình ảnh tốt nhất. Nhưng mà các bạn có thể nhìn qua đó là góc nhìn khi mà mình nghiêng máy trái, phải hay là từ dưới, nó vẫn đem lại cái chất lượng hiển thị gần như là đồng đều. Và ra ngoài trời thì hiển thị cũng rất tốt. Hôm sau thì có bài trên tay kỹ hơn thì mình chia sẻ. Thiết kế của nó còn có một vài điểm thay đổi như phím nguồn được di chuyển lên trên, và cạnh trái và cạnh phải sẽ không có phím cứng. Bên dưới là cổng sạc micro USB. Phím tăng giảm âm lượng của chiếc Asus Zenfone 2 sẽ được đưa ra mặt lưng, và phần mặt lưng này sẽ được làm xước phay giả kim loại giống như G3. Tuy nhiên khác một chút so với LG là Asus họ đưa phím nguồn lên trên đỉnh máy, hơi khó thao tác khi sử dụng bằng một tay vì màn hình tới 5.5 inch. Cái mình muốn nói nhiều hơn ở phần này đó chính là camera. Camera của Asus Zenfone 2 năm nay thì họ khoe khá là nhiều về chất lượng, và một trong những tính năng được tích hợp để phục vụ cho điều này đó là tính năng chỉnh tay. Nó cho phép chúng ta khi chụp ảnh có thể hiển thị biểu đồ thông số về ảnh này, rồi cũng như là cân bằng khi chụp, nơi đo sáng, rồi cũng như là nơi lấy nét, rất tuyệt vời. Người dùng có thể chủ động với những thông số rất sâu như là từ ISO, chúng ta có thể kéo cao nhất là lên đến 800, thấp nhất là 50, chỉnh EV cộng 1 rồi cộng 1.6 vân vân. Chúng ta có thể tùy được cái mức sáng của ảnh cũng như là cái nhiệt độ màu thì chúng ta có thể chỉnh theo từng số khác nhau chứ không cần phải là cân bằng trắng giống như trước nữa. Và cuối cùng đó là tính năng lấy nét thủ công. Thì cái này đặc biệt hữu ích với những thím nào mà hay chụp ảnh macro. Chúng ta có thể đo và cũng như là chỉnh để làm sao lấy nét xóa phông bá đạo nhất. Với Asus Zenfone 2 chắc chắn sẽ đem lại chất lượng ảnh rất tuyệt vời, khác hẳn so với thế hệ Zen đầu. Hơi tiếc là ở đây mình không có điều kiện để thử và lấy ảnh ra cho các bạn được, vì sắp tới khi có máy lâu hơn mình sẽ demo. Ở Zenfone 2 thì mọi thao tác của nó rất nhanh và mượt. Một phần là do nó sử dụng vi xử lý 64 bit thế hệ mới của Intel. Nó có phiên bản 2GB và 4GB RAM sẽ bán tại thị trường Việt Nam chúng ta. Và đây là một bài chia sẻ nhanh về Zenfone 2. Các bạn thấy là hoàn thiện của nó năm nay rất tốt, đẹp hơn, sang trọng hơn. Và máy tuy màn hình 5.5 inch nhưng khá là gọn, không quá lớn do Asus làm mỏng viền trên và dưới của màn hình. Viền hai bên thì không quá mỏng được như LG. Nhưng mà nhìn chung đây cũng là một nỗ lực mới của Asus. Sắp tới mình sẽ gửi bài đánh giá chi tiết và như chia sẻ thêm về hiệu năng của Asus Zenfone 2. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi những video mới nhất của Asus Zenfone 2 sẽ chuẩn bị ra mắt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.